Thưa quý vị, tuổi Kỷ Hợi năm Mạng, bản tính hiền lành chất phác, có lối sống vô tư thoải mái. Năm 2022, vận mệnh của nam giới sinh năm 1959 bị ảnh hưởng bởi sao La Hầu, hạn Tam Kheo. Cùng luận giải về tử vi, công việc, tình duyên, tài lộc và sức khỏe của nam Mạng Kỷ Hợi vào năm 2022 Nhâm Dần để xem vận mệnh sẽ chuyển biến ra sao quý vị nhé. Tử vi tuổi Kỷ Hợi năm 2022, nam Mạng sinh năm 1959, tuổi âm lịch 64 tuổi. Sao chiếu mệnh: La Hầu, trong hung có cát. Mệnh: Bình địa mộc, kim khắc mộc, bình thường. Địa chi tuổi: Tuổi Hợi lục hợp với tuổi Dần, tốt. Thiên can tuổi: Kỷ, gặp năm Nhâm, bình hòa, yên ổn. Tuổi Kỷ Hợi nam Mạng bản tính hiền lành chất phác, có lối sống vô tư thoải mái. Năm 2022, vận mệnh của nam giới sinh năm 1959 bị ảnh hưởng bởi sao La Hầu, hạn Tam Kheo. Cùng luận giải về tử vi, công việc, tình duyên, tài lộc và sức khỏe của nam Mạng Kỷ Hợi vào năm Nhâm Dần để xem vận mệnh sẽ biến chuyển ra sao. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Hợi năm 2022 nam Mạng. Người sinh năm 1959 thuộc tuổi Kỷ Hợi có ngũ hành nạp âm là bình địa mộc, nghĩa là gỗ đồng bằng. Trong bát trạch phong thủy, nam mệnh tuổi này thuộc cung Khôn, Tây tứ mệnh. Vào năm 2022, nếu tính cả tuổi Mụ thì Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ bước sang tuổi 64. Năm 2022 là năm Nhâm Dần âm lịch, ngũ hành nạp âm của năm là kim bạch kim, nghĩa là vàng pha bạc. Trong mối quan hệ ngũ hành, hành mệnh mộc của Kỷ Hợi tương khắc với hành kim của năm Nhâm Dần. Xét theo thiên can, Kỷ thuộc thổ tương khắc với nhâm thuộc thủy. Xét theo địa chi, Hợi nằm trong mối quan hệ lục hợp với tuổi Dần. Từ những luận giải trên, dễ thấy rằng nam Mạng Kỷ Hợi vào năm Nhâm Dần tuy tương khắc nhưng lại gặp nhiều vận may khác. Nghĩa là mặc dù bản mệnh sẽ đối mặt với một số khó khăn nhất định, nhưng sẽ luôn tìm ra cách để vượt qua nhờ có người giúp đỡ. Chỉ cần luôn giữ vững mục tiêu và định hướng thì mọi việc sẽ được theo ý nguyện. Tóm lại, nam giới tuổi Kỷ Hợi sắp sửa đối diện với một năm 2022 nhiều khó khăn nhưng cũng vô vàn có nhiều cơ hội, vận may. Nên chuẩn bị sẵn sàng ý chí và lòng kiên định để vượt qua mọi rào cản, khó khăn. Bên cạnh đó, gia chủ tuổi Hợi cũng cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải xung khắc với thái tuế. Bởi thái tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần sát lớn nhất trong năm. Mang theo kim bài để tỏ lòng thành kính, đồng thời để nghênh đón thái tuế, hóa giải vận hạn, chiêu mời, may mắn và tài lộc. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Kỷ Hợi trên các phương diện. Sau đây là luận giải chi tiết tử vi năm 2022 của người nam tuổi Kỷ Hợi trên các phương diện, công việc, làm ăn, tình duyên, tài lộc, sức khỏe và gia đạo. Công việc, sự nghiệp. Sự nghiệp của người nam tuổi Kỷ Hợi ở tuổi 64 cũng đã đi vào những năm cuối trước khi bàn giao lại cho thế hệ sau. Năm 2022 tuy là năm có ngũ hành tương khắc nhưng công việc làm ăn của họ nhìn chung khá bình ổn. Nếu có lỡ xảy ra mâu thuẫn bất đồng trong lúc làm việc, nam tuổi Kỷ Hợi cần đặc biệt nhẫn nhịn để tránh chuyện bé xé ra to. Nếu được, người nam tuổi Kỷ Hợi nên hạn chế đến nơi đông người hoặc tham gia vào các hoạt động mang tính tranh biện. Năm 2022 là năm mà bất cứ một lời khiêu khích nào cũng trở nên nhạy cảm, vì để tránh xảy ra bất cứ mối hối tiếc nào, tốt nhất nên cố gắng nhẫn nhịn trước mọi vấn đề trong cuộc sống. Tình duyên. Năm 2022, Kỷ Hợi được 64 tuổi, tức là đã đến lúc gác lại sự nghiệp để dành thời gian bên người vợ thân yêu của mình. Bản mệnh vốn rất may mắn khi có một người vợ thấu hiểu và cực kỳ chung thủy. Trong năm 2022, người nam Kỷ Hợi nên dành thời gian nghỉ hưu của mình để cho vợ con bù đắp khoảng thời gian bận rộn trước đây. Vợ chồng có thể cùng nhau đi du lịch, về quê thăm họ hàng hoặc đơn giản là dành nhiều thời gian tâm sự, bày tỏ nỗi lòng để thấu hiểu nhau hơn. Có vậy thì vận hạn về gia đạo mới dễ dàng được trấn áp, vợ chồng được hòa thuận, tình nghĩa sắt son khăng khít. Tài lộc. Tài lộc là một vấn đề mà người nam tuổi Kỷ Hợi không cần phải quá lo lắng. Trong năm 2022, họ đã có một nguồn thu nhập ổn định, thậm chí có thể hỗ trợ thêm cho con cháu trong nhà về vấn đề lập nghiệp hay làm ăn riêng. Tuy vận may tài lộc không tới ồ ạt,
như những năm trước đây, nhưng nguồn tài chính của bản mệnh vẫn đủ để họ tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái. Để tài lộc và sự nghiệp được may mắn và bình an, quý gia chủ tuổi Kỷ Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang theo bên mình để được thần Phật độ mạng che chở, giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, khai mở cùng tài lộc cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi trong năm Nhâm Dần 2022. Sức khỏe, người nam tuổi Kỷ Hợi năm 2022 đã có tuổi, vì vậy nên hạn chế đến những nơi đông người, tránh những cuộc cãi vã xảy ra vì dễ dẫn đến xô xát, gây chấn thương không mong muốn. Bản mệnh tuổi này hay gặp các chấn thương về xương khớp, đi đứng phải cực kỳ cẩn thận, ngay cả trong những sinh hoạt hàng ngày cũng không nên vội vã, hấp tấp. Để nâng cao sức khỏe, nam giới tuổi Kỷ Hợi nên lựa chọn những môn thể thao phù hợp với tuổi, không nên chơi những môn quá sức như tập tạ, bơi lội mà có thể chuyển sang đi bộ hoặc đạp xe. Không nên dừng các hoạt động tập thể dục thể thao vì sợ chấn thương, rèn luyện sức khỏe với cường độ và tần suất hợp lý sẽ hạn chế ốm đau và gia tăng tuổi thọ. Xem sao hạn của tuổi Kỷ Hợi nam mạng trong năm 2022. Có hai ngôi sao ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của người nam tuổi Kỷ Hợi trong năm 2022. Sao chiếu mệnh, sao La Hầu. Là sao chiếu mệnh của nam giới tuổi Kỷ Hợi trong năm 2022, La Hầu là một trong những hung tinh trong chiến cửu diệu của niên hạn, còn có tên gọi khác là khẩu thiệt tinh. Bị sao La Hầu chiếu thì chuyện tình cảm, gia đạo và sự nghiệp vẫn phát triển khá ổn định, chỉ cần lưu giữ, giữ gìn sức khỏe và quản lý tiền bạc chặt chẽ thì có thể hóa giải vận hạn. Người nam tuổi Kỷ Hợi sẽ bị sao La Hầu chiếu mệnh thì hay đa sầu đa cảm, dẫn đến bệnh tật. Đặc biệt người nam thuộc mệnh mộc có thể bị ảnh hưởng nặng hơn các mệnh khác, thể hiện qua phiền muộn vô cớ trong lòng và không dứt được, cùng với các bệnh về mắt hoặc là máu huyết. Hạn tuổi, trong năm Nhâm Dần, người nam tuổi Kỷ Hợi gặp hạn sao Tam Kheo, sức khỏe năm này bị ảnh hưởng nhiều, đặc biệt dễ mắc các bệnh về chân tay, tai mắt, cần đặc biệt tránh tự mình tham gia giao thông mà nên đi nhờ xe hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Nếu tự đi phải thật chậm rãi, từ tốn để tránh tai nạn đáng tiếc. Bên cạnh đó, sao Thiên Tinh còn gây cản trở về các mối quan hệ khi mà thường xuyên xảy ra điều tiếng, tin đồn thất thiệt, từ đó dẫn đến bất an, áp lực tâm lý, dễ sinh bệnh. Hóa giải sao hạn. Những vận hạn xui rủi mà sao La Hầu và Tam Kheo mang lại hoàn toàn có thể hóa giải được, nên cũng không cần quá căng thẳng, âu lo. Bản mệnh nên tĩnh tâm, thư giãn đầu óc, tập trung chăm sóc sức khỏe vật chất và tinh thần của mình trước. Có như vậy thì mới vững tin đón đầu và chấn áp được vận hạn. Trong năm 2022, người nam tuổi Kỷ Hợi tâm tình có thể bị hơi bất ổn, dễ nóng giận hơn bình thường. Chính vì vậy mà điều cần thiết bản mệnh phải ghi nhớ đó là phải làm chủ được cảm xúc của bản thân, biết kìm nén, nhường nhịn trong mọi tình huống. Tốt nhất là trong năm này nên dành thời gian lắng nghe nhiều hơn thay vì đưa ra ý kiến. Nếu vẫn cảm thấy chưa an tâm, bản mệnh có thể tham khảo thêm phương pháp cúng sao giải hạn được dân gian lưu truyền bao đời nay. Nam mạng Kỷ Hợi sinh năm 1959, muốn giải hạn sao La Hầu phải thực hiện nghi thức cúng bài bản đầy đủ theo quy tắc và đặc biệt phải hết sức thành tâm. Để biết chi tiết các bước cúng dâng sao La Hầu để giải hạn và tốt nhất, quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để hóa giải. Mang theo pháp khí bên mình sẽ được quý thần tương trợ giúp đỡ, hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại, đồng thời tăng cường hòa hợp trong gia đạo, trong các mối quan hệ công việc và cuộc sống. Luận tử vi tuổi Kỷ Hợi năm 2022 nam mạng theo tháng. Dựa vào tử vi trọn đời, người nam tuổi Kỷ Hợi sẽ có một số sự kiện đáng nhớ trong năm 2022. Tháng 1, tháng mở đầu một năm, tuy không đón nhận quá nhiều niềm vui, nhưng cuộc sống trôi qua êm đềm, sức khỏe ổn định. Tháng 2, nam mạng Kỷ Hợi cần phải cẩn thận khi đi đường xa, chỉ nên đi một số nơi trong nước, còn nếu có việc quan trọng phải ra nước ngoài thì nên đi cùng với vợ để có người chăm sóc, bầu bạn. Tháng 3, tháng này người nam Kỷ Hợi có thể sẽ dính phải một số tin đồn về làm ăn hoặc tình duyên, cần đặc biệt giữ đầu óc tỉnh táo để xử trí cho khôn ngoan. Tháng 4, tháng này cần lưu ý về vấn đề chi tiêu trong nhà. Con cái có thể gặp khó khăn về tiền bạc, nhưng có hỗ trợ hay không hoàn toàn là quyền quyết định của quý bạn. Tháng 5, trong tháng này doanh nghiệp có thể gặp chuyện vui, ký được hợp đồng lớn hoặc bắt tay làm ăn với đối tác tiềm năng, nên lựa lời tán dương khen thưởng những người hậu bối để họ hoan hỉ làm việc hăng say hơn.
Tháng 6, tháng 6 bản mệnh có thể dành thời gian đi du lịch nên cần chú ý xe cộ và việc đi lại, đi chơi xa cũng nên quản lý tiền bạc cẩn thận. Tháng 7, đây là tháng người tuổi Kỷ Hợi để ý đến sức khỏe. Nếu thấy trong người khó chịu nên lập tức đi khám tổng quát. Tháng 8, nam giới tuổi Hợi trong tháng 8 năm 2022 có thể trong nhà sẽ có tin vui, có thể là con cháu đón thêm người hoặc là dựng vợ gả chồng. Tháng 9, tháng này có thể xảy ra lục đục trong gia đạo, bản mệnh cần phải chịu khó nhẫn nhịn, sau đó lựa lời nói nhẹ nhàng tâm tình thì rắc rối sẽ qua. Tháng 10, cuộc sống êm đềm trôi qua, đặc biệt tình cảm vợ chồng son sắc. Tháng 11, tháng này là tháng tốt để đi chơi xa, tận hưởng cuộc sống bên gia đình, người thân. Chú ý thời tiết thay đổi thất thường nên mặc áo ấm, đi đâu cũng mang theo thuốc bên người. Tháng 12, nam mạng Kỷ Hợi trong tháng cuối năm, công việc tài lộc khá trầm lặng nên dành thời gian bên cạnh gia đình và chăm lo sức khỏe cho bản thân. Nhìn chung năm 2022 không phải là năm quá sóng gió. Đối với người nam tuổi Kỷ Hợi, công việc gia đạo và tiền bạc khá ổn định, bản mệnh nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Hy vọng rằng với những thông tin trong video mà chúng tôi cung cấp, các bạn đã hiểu hơn về vận trình số mệnh của mình trong năm 2022 Nhâm Dần. Thưa quý vị, nhìn chung thì năm 2022 không phải là năm quá sóng gió đối với người nam tuổi Kỷ Hợi, phải không ạ? Công việc gia đạo và tiền bạc khá ổn định, bản mệnh cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa mới cung cấp, quý vị đã hiểu hơn về vận trình số mệnh của mình trong năm 2022 Nhâm Dần. Qua phần luận giải vô cùng chi tiết này của Phong Thủy Gia Cát thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đời đổi vận. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.